7. Ôi rồi, cái 5 6 đi chân nào ra? Dạ vâng ạ. À lại 2. Cho bác nhớ địa chỉ bác. 1 2 3 tà 4 bước chân trái chị. 5 6 6 hiểu rồi. Chân trái đưa ra. Ok, chéo chân trái rồi. Đó, dạ phải đi ra đó. Lại chị 2 đi. 1 2 3 tà 4 5 bước 6. Đặt 7 8 đúng rồi. Này này này, tôi nói xấu sau lưng Lệ Quyên một tí nhá. Ôi! Bác Bục ơi, bác Bục ơi. Tối sang nhà em ăn cơm. Sang nhà nó trước khi ăn là có em Ly đứng trước cái gương rồi. Bác ơi, dạ đi, chúng ta nhảy với nhau một quả rồi hãng vào ăn cơm. Cũng cảm ơn em, Lệ Quyên, là em đã lừa bác. Cho nên cuối cùng bác mới làm được một cái cơm mà nó nhảy điên loạn đến như thế. Nhưng bác cũng biết được rằng công lực của bác Bống cũng còn ghê gớm và dẻo dai ra phết. Ok đấy chị, cho nó khác hiểu không? Chứ chị dạy ngày xưa rồi. Em Ly nghĩ là chị Nhung lớn đôi khi chị Nhung sẽ ngại, nhưng mà không nha. Công trước là em Ly đã thấy chị Nguyên chiến rồi, công này là chị Nhung cũng chiến nha. Là mọi người rất là tâm huyết và mọi người rất là thích thú khi được trải nghiệm một cái thể loại nhảy mới hoặc là một cái phần hình tượng mới. Nên là cái đó nó làm cho mình có động lực và mình muốn dành nhiều thời gian ở bên cạnh các chị để cho cái phần biểu diễn nhảy đó cả đội mình đều mình hoàn thành một cách tốt nhất có thể. Để chuẩn bị cho công ba lần này, đối với ông Nhung là mỗi một ngày cái điều quan trọng nhất đó là đi tập với các em, và còn lại số thời gian là để chăm sóc hai đứa con là Tôm và Tép của mình. Ngoài ra không làm được một việc gì khác. Ngày nào cũng ở phòng tập 14 tiếng đồng hồ, không bao giờ thấy Ly than vãn cái gì hết cả. Cái việc mà chịu áp lực là một thói quen đối với cả Ly rồi, vì Ly có một tinh thần rất là vững vàng. Cái vai trò của người đội trưởng á, là người có thể mang tất cả các thành viên gần lại với nhau, và mình có thể tự do sáng tạo về cái phần biểu diễn dựa trên từng cái ưu điểm của từng thành viên. Hai chị Đại vocal quá đỉnh rồi, chị Trang lại rất là giỏi trong cái vấn đề là produce rồi nhạc, chị Huyền hát cũng hay, nhảy cũng đẹp, visual cũng đẹp, mình cảm thấy team mình cũng đã. Lần này đội trưởng em Ly xuất hiện lần thứ hai, tôi cảm thấy đã tự tin hơn rất nhiều. Những giọt nước mắt lần này không phải lo lắng nữa. Dạ đúng, kỳ trước em có 3 thành viên và em có 2 chị Đại. Kỳ này em có 5 thành viên, em vẫn có 2 chị Đại và còn 2 chị trẻ rất là tài năng nữa, nên em vòng này rất là tự tin ạ. Ok không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần bình chọn dành cho những chị đẹp đang đứng trên sân khấu này. Ngay bây giờ phần bầu chọn sẽ bắt đầu. 3, 2, 1. Một lát nữa thì chúng ta ở trong vòng chờ sẽ được biết kết quả. Tôi cũng rất hồi hộp, không biết là với sự bùng nổ đấy mang lửa lên sân khấu, mà đúng là lửa thật luôn, thì các bạn sẽ nhận được bao nhiêu phiếu bầu. Một lần nữa chúc mừng cho nhóm các chị đẹp của Ước Gì và Mưa Phi Trường. Cái người mà làm mình ngạc nhiên nhất trong cái công này đó là chị Bống đã hoàn toàn nhập cuộc. Chị Bống nhảy mà mình ngưỡng mộ luôn. Chị Bống nhảy như là các em tuổi đôi mươi.
và cái năng lượng rất là vui. Alala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quanh Show và ứng dụng Alala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.